và cũng là vì hát cho trung tâm Asia nữa cho nên Ngô Nhung đã cảm thấy là phải mang ơn trung tâm Asia rất nhiều. Nhưng mà cái dòng nhạc mà để cho quý vị nhớ đến Nguyễn Hồng Nhung thì không phải là nhảy đùng đùng như vừa rồi, cũng không phải là những ca khúc nhạc trẻ, mà ngay bây giờ sẽ là một nhạc phẩm mà để cho quý vị lắng nghe. Thưa quý vị, ca khúc rất quen thuộc, một dòng nhạc mà để chúng ta có thể ở lại trong lòng khán giả tại Hoa Kỳ cũng như là bây giờ được đứng tại quý vị ở tại thành phố Calgary, Canada. Ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được mang tên Hạ Trắng, mừng quý lúc này ngay sau đây. Thank you. Miền